ba má giờ lớn tuổi rồi nên con phải thực hiện cái thiên chức vĩ đại. Luôn mấy cái này má không có đâu ra, không biết nữa. Hồi đám cưới má tới giờ đó con. Thôi má đừng có bôi, hồi cái bỏ con xưng dù dù bây giờ. Con này mà không gả sớm, tôi với bà một khổ dài dài. Anh làm nghề gì? Nghề tiếng heo. Vậy thì tụi tao sẽ sai quá sát sai với mày luôn. Mày định làm ma làng hả? Không! Gãy cái lưng rồi! Không ra lên! À. Thôi mà đừng cướp xác em! Đừng cướp xác em! Cái gì đẹp đẹp! Tụi mày không muốn tao có chồng đúng không? Tụi tao muốn chặn mày lại! Tại vì mày muốn cưới mai của tụi tao! Bạn bè với tụi bay hả? Bà ước mơ trước khi nhắm mắt mà nhìn mặt được cháu ngoại của bà. Định mệnh nó vậy rồi chấp nhận không? Con Mai chắc chắn phải lấy được chồng. Tao sẽ lấy một trong ba đứa mày làm chồng. Đứa quay mày. Quen mặt nó quá giờ cưới nó vậy kỳ lắm. Tụi bay tính sao rồi? Ôi. Ra đây. Bây giờ kêu nó cưới hết ba thằng được không? Điên hả? 80 lần chật vũa coi. Tù xì.